đồng với đây. Tầm đi vô. Định ngay giật giải à? Giật giải. Ôi anh em ơi. Má ơi, sáng nay mình bị lộ thông tin nha, bữa nay anh nào mà bỉ được cái cây đầu long đao đây. 100 kg. 100 kg đây, chứ ăn anh em mà bỉ được một cái là tôi lấy tôi một củ. Đấy. Hai cái là hai củ. Rồi, thử thử coi. Ok chưa? Ok ok. Ông nào mạnh nhất còn sáng nha. Chỗ tay vô, chỗ tay vô. Hả? Chỗ tay vô. Thì cứ chỉ cái sức này chứ. Thoải mái vô, đùi vô. Có luôn. Không không, không đùi hả? Để vô kéo rồi. Không chứ không có gì. Không. Vậy miếng cái tay bỉ. Tưởng mấy một củ vậy là mấy. Rồi, vô trước. Một cái là một củ nha. Một cái một củ ấy. Không được tùy nha. Ê. Phải dài chứ. Đúng lực đó. Ờ, đúng không? Đúng không? Đúng. Đúng. Đúng lực, đúng lực. Được. Một cái nha. Chắc không tùy chứ. Ủa, mạnh tùy chứ. Cũng phải mạnh hơn cái nữa nè. Thêm một cái nữa vậy. Thêm kiếm rồi lực nữa. Đúng trời. Anh em thấy không? Ê. 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 Đúng quá. Ê. Đúng. Thấy đâu? Đúng không? Thấy sức không? Đúng. Lấy hai củ được đâu? Đúng. Hai củ. Ông nào đó? Đẹp. Tôi. Cố gắng gồng không ép người được không? Nếu gì để nó quấn vô nghe không? Phải tim anh em mình ăn mắm mà mạnh đấy, cỡ đấy anh em biết không? Mắm mực mắm đục ấy, ăn mắm mà mạnh cỡ đó là anh em biết đâu? Không dám, không tay thì là tay xuống, tay không tay không được, tay xuống, tay không tay, quá, tay vậy thôi. Được không? Hợp lý không? Được không? Không không không. Ông đi ông bỉ đâu? Ông đi ông kéo ra thôi. Cố lên, cố lên, thử nào, thử hết đi. Thôi thử ăn mắm là nó mạnh cỡ nào? Đó, đi kéo ra chứ đừng có bỉ xuống. Kéo ra. Được không? Kéo ra trước. Này, thằng này ăn mắm ít nha. Thằng này ăn mắm ít ra. Ăn mắm ít quá. Sao nó khó vậy ta? Ui! Bị xuống là kéo ra trước, kéo ra trước. Nó bật lên dễ đang đấy. Ui! Đi đây vô. Đi ra đi. Ui! Anh em thấy ghê chưa? Em thấy ăn mắm mực, mắm đục mạnh cỡ đó đó. Chứ ăn mắm nhỉ nha, nếu ăn mắm nhỉ là mạnh nữa. Rồi qua đây. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ui! Ui! Trời ơi. Ui! Được, thằng này ăn mắm mặn nè, đúng rồi. Thằng này ăn giỏi, thằng này ăn mạnh á. 8 cái. Rồi vô. 1 cái. 2 cái. 3 cái, ui, 4 cái, ui, ui, có đầu 8 cái, 4 cái, ôi, cái này, hôm nay chưa có vợ nó mạnh đó nghe, mạnh, ăn mém nhiều chứ chưa vợ đấy, chưa mất sức nữa, đi, 5 cái, ghê quá, đúng không, ui, còn hết tiền đâu đâu, hết tiền đâu, mình là dạo này hay xuống cường cái nhà, xuống, vô, xuống. Nè nó búng á, nè nó búng á. Hây. 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 Ơi. Nam. Đi qua. Anh em ơi. Nhưng mà mấy anh em là phải tùy người đúng không? À. Anh đâu đi? Nhờ đâu đi cái nè. Có một ông anh này ông cũng mạnh là nếu mà giật tè. Giật tè số mình ông cũng vậy giật nhất số mình luôn anh em. Nhất mấy cái xã xung quanh anh em mình luôn á, hạng căn cứ ông nha. Đâu đây đây nè. Bữa trước anh có giật với ông kia đấy. Anh liền cái cây này cũng khá là lâu rồi để thử anh bị được 3 cái. Bây giờ anh có thể bị không tùy được không? Được chứ, được thử nè, làm thử mấy cái em coi thử nè. Từ từ từ, coi chuột. Được không á? Đu ly nha các bạn. Chiên da, bia da, đồ gỗ cái kiểu. Chuột, 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 đúng không? Hê! Ui! Hê! 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 Năm! Hê! Sáu! Hê! Ui! Ui! Tám! Dừng, 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 không biết cái nó biểu não mày đồ quê mày quê mày quê mày quê mày không cho là chính là quê tại cái đây 100 kg đâu đây cũng 100 kg mà đây là có tem in sáng nay luôn nè còn đây là dán hàng second hand nha bạn đấy tem cái xào đâu bây giờ chỉ cần ông nào mà ép nó nhét xuống một xíu rồi là thắng không chứ không cần biết in như vậy đâu vô làm sao dễ đâu cái máy gần 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 cái máy gần sao sao biết hôm nãy biết cái nó mệt mẹo hay là làm như thế nào hay sao hả? Làm kiểu sao mong nói anh em nghe nào anh này nhân đồ kêu một xíu á nó kêu thằng rung nó rung kêu ra ô đồ quá nữa nó đã biết nó mệt đâu nó đuối người ta rồi nghĩa là ai mà cho cái này nó kêu xuống một xíu thôi hả ông tì nói gì vậy là bây giờ anh Đu Lê kêu nếu ở quê anh em mình này số mình đâu mấy cái hiện gần mình đâu phải không ba xã quê mình không cho hệ ba xã đâu nha cho kêu hả cho kêu chỉ cần cho nó kem một chút là được nó kem một chút là được rồi kem nhé được hả kem xíu kem cái này không ủa, nó kem xíu cái ấy vô nãy là mình biết mà cầm vậy nha chứ không có đi tiền biết cái cây đấy nó mỏi cầm thôi quá cầm thôi quá cũng mạnh á
cầm thôi, mà chỉ cần kem một xíu xíu nha anh em, xem một cái này nó kêu, nó kêu, nó kêu cái bực. Bây giờ cầm vô cũng không được. Ồ cây này hàng thiệt nha, hàng riêu nha. Cái cây này anh kê cái đường anh xuống được cũng khóc không? Cái đây được, được. Mặc kè nha. Không, cái cây nào bữa anh bị cam được, bị cam vô luôn rồi. Được không? Được, được, một lần. Rồi mày sức rồi, mày ép người hết sức nha. Cho mày vô chân hết sức rồi, bị sao? Không được đâu mà. Ủa mạnh đó, mạnh đấy. Được ạ. Anh đu lê bị hết sức được không? Không. Ép người luôn, cho ép người luôn. Đuối mà, nãy bị cái cây kia đuối mạng rồi. Tao đưa hai cây vô nè. Vâng. Rồi. Bây giờ mém sân dược mấy anh em ba xã đây, anh em nào bỉa mà chỉ cần nó kem một xíu thôi mà không ép người là thắng à. Cái cây đây mà nói chung là ai bỉa được không tỳ nhân, bỉa được nam cái là quán được 1 triệu. Nè. Cái đây. Bỉa tay không tỳ. Không nam cái à? Quán được 1 triệu. Nhưng mà anh bỉa được nam cái mà. Anh bỉa được 10 cái luôn. Trừ anh ra đi trời. Anh đạt được rồi mà. Nam cái, không tỳ. Là được 1 triệu. Đủ ly đâu vậy? Là cái giả nha, cái giả nha. Còn nếu mà không được sao chứ, cũng phải bắt được cậu đi, cậu đi, cậu chào, cậu đi chứ. Cậu nhậu nhỉ nhỉ, cậu nhân đó. Không được rồi, mua chai mép. Ủa, hai cây gốm ơi. Cây này nem cái cũng gốm, khó rồi. Không có thể. Ê, gò nó nhất ngon nè. Nem cái. Không có thể đâu. Gốm mà chơi hả? Thấy không? Gò nó mạnh mà chứ, vợ cho con mà. Được, gò tè to, đá chứ. Ủa, cái này nem cái, khả năng ông lát ông làm được anh Đô Lê ơi. Nô Ly, 20 chưa? Nem cái là được phải không? 20 cống chưa? Nào để tôi liên hệ ông lát. Nem cái, bợ này 1 triệu Nô Ly. Còn giả này, cái giả đó. Còn cái thiệt chứ cần nhỉ cái một xíu thôi là. Các bạn cứ nghĩ cái cọng xích mà quấn như cỡ này mà. Rồi xích xích mừ này. Không, nhưng mà thua nha. Thua là phải phải cái này nhỏ hơn. Chào nhậu nhậu. Chào bình dân, bình dân. Một thùng quý nhân. Cái mình cứ xoài cá, xoài cá. Một thùng cứ biếm được cứ bổ thùng quý nhân đây. Chừng nào chắc nhiều đủ. Rồi anh là thử lại thôi coi. Không, cái cây này cái hầu. Nói chung bây giờ nó mệt trời, bị không nấu không bị vậy chứ còn bị kia bị không nấu đâu. Cái này riêu á, hàng thiệt đấy, hàng thiệt đấy. Hàng thiệt đấy. Để vậy đi. Vụ vô hàng giả đứng ngoài cho mấy cái sợ. Vô, ông bị hàng thiệt, vụ bị hàng giả đi, vô. Nó lấy vô. Một cái ớm à. Mạnh này ngớm à. Ồ cái này là buổi chiều á. Còn hạt mình không ăn nhậu 10 ngày đụng quá chứ ăn nhậu là tao nói bị không giờ được. Ừ. Tao thử rồi. Thử rồi. Không ăn nhậu 10 ngày là biết được. Ừ. Là vô ngày qua tôi mới ăn nhậu á. Còn nó bung lên. Ủa đi 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 đi. Đi. Thằng Thiện nghe. Đụng gà mạnh ngớm không? Được cái. Gà mạnh nữa không? Đã tăng chứ vợ? Cái này mất sức mà. Mất sức mà. Đây giả nha. Đã tăng mà. Đã tăng vậy. Đồ ăn còn ngon, chắc dữ.